Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình bình luận và thời sự của VOTV trong bản tin ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2020. Kính thưa quý khán thính giả, việc khám xét và bắt khẩn cấp nhưng không có hình ảnh về chung con được nghi ngờ là có nhiều dấu hiệu bất thường. Thưa quý khán thính giả, sự việc chấn động Hà Nội vào tối ngày hôm qua là việc bắt giữ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cả cái quận Đống Đa phải nháo nhào tập trung tới trước cửa nhà của ông Nguyễn Đức Chung để xem cú ngã ngựa của tướng Chung có hình dạng ra sao. Không chỉ phóng viên các báo mà còn đông đảo dân chúng đều tò mò về bộ dạng của Chung con trông như thế nào khi bị tra tay vào còng số 8. Tuy nhiên, điều bất ngờ là không hề nhìn thấy sự xuất hiện của Nguyễn Đức Chung. Cho tới tận thời điểm hiện tại, vẫn không có một hình ảnh nào về việc bắt giữ Nguyễn Đức Chung. Blogger Người Buôn Gió lưu ý về sự kiện này trên Facebook cá nhân rằng, thường thông tin khám xét bắt giữ sẽ có hình ảnh đương sự tại nơi đang khám xét và bắt giữ. Những con chó bồi bút của bọn công an đến nay vẫn chưa đưa ra tấm hình nào của Nguyễn Đức Chung, dù chúng xoen xoét là nhìn thấy gặp gỡ Chung con ở chỗ làm, chỗ nọ, chỗ kia. Bọn báo chí chắc đang lựa tấm hình nào của Chung con khỏe mạnh lúc khám xét và đọc lệnh bắt, nhưng không có nên không đưa lên, chờ Photoshop rồi sẽ đưa sau. Lời nhận xét này của blogger Người Buôn Gió phản ánh một thực tế khi chúng ta đảo qua một vòng trên báo chí nhà nước thì rõ ràng không hề nhìn thấy một hình ảnh nào về Nguyễn Đức Chung trong đêm 28 tháng 8. Trong các vụ việc bắt người, đặc biệt là cỡ của một nhân vật là Ủy viên Trung ương, mọi động thái đều phải hết sức chặt chẽ. Và qua hình ảnh chúng ta có thể thấy Bộ Công an sắp sẵn máy quay cũng như các nhân viên đều có phương tiện để ghi hình tác nghiệp. Và hơn nữa, cũng cần phải làm một cách đúng bài bản và thủ tục đề phòng khi có những sự lật kèo đổi gió. Chỉ riêng việc vào nhà một tướng công an cấp cao như Chung con đã là cả một sự tính toán. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể thấy rằng, ngày hôm qua từ buổi chiều, đông đảo công an đã bao vây, đội trinh sát của Bộ Công an được bố trí dày đặc xung quanh nhà, ở các tuyến đường chính và ngõ ra vào nhà Chung con ở số 88 Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, đều nằm trong tầm kiểm soát của đội trọng án. Vào tầm 7 giờ tối, khi pháo hiệu đã nổ thì các phóng viên cũng dồn về đó, máy quay, máy ảnh, máy điện thoại và sự chứng kiến của đông đảo người dân. Nhưng tuyệt nhiên không có hề hình ảnh nào của Chung con xuất hiện. Các tay bút tín hiệu, một cách dùng để nói về những người có các nguồn tin nội bộ cho rằng việc tướng Chung bị bắt không hề xa lạ. Và cái mà họ muốn che giấu đó là đợt vừa qua Nguyễn Đức Chung đã trải qua cơn thập tử nhất sinh. Bệnh viện 198 là nơi mà Chung con đã phải mê man bất tỉnh. Nhưng người của Tô Lâm đã dựng ông tướng này dậy và bắt viết kiểm điểm, bắt viết bản tường trình. Những loại thuốc tốt nhất được dành cho Chung con không phải bởi vì họ thương yêu gì cả, mà bởi vì muốn bắt ông ta phải sớm hồi phục nhằm tiến hành các bước tiếp theo. Và đêm ngày 28 tháng 8 là đêm định mệnh đối với cả gia đình ông Chung. Kể từ ngày 11 tháng 8, sau khi bị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định đình chỉ và kỷ luật các chức vụ, trong đó chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cao quý cũng đã bị ngừng, thì Chung con đã suy sụp tinh thần, nhiều hôm bỏ ăn, mất ngủ, dẫn đến bệnh tình tái phát. Xin được nhắc lại rằng Nguyễn Đức Chung được đưa vào bệnh viện 198 của Bộ Công an để tiến hành điều trị. Và cho đến nay thì sức khỏe của Nguyễn Đức Chung đã tạm ổn hơn, nhưng chưa thực sự tốt. Và sau đó thì Nguyễn Đức Chung sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an, thì cũng nhanh chóng sau đó ông đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Bản thân ông Chung nhiều năm công tác trong cơ quan pháp luật và tiếp cận với thượng tầng chính trị, nên ông ta hiểu rõ luật chơi hơn ai hết. Chung con hiểu rằng chuyện chính trị ở Việt Nam khi đã bị bên thua cuộc quyết thì khôn ngoan nhất vẫn là cúi đầu thành khẩn nhận tội. Kính thưa quý khán thính giả, về sự nghiệp và thân phận của Nguyễn Đức Chung coi như đã xong, cuộc đời rất công bằng và cũng nhiều khi rất éo le. Khi đang trên đỉnh vinh quang quyền lực thì người đưa kẻ đón võng lộng xung xoe, nhưng khi ngã ngựa thì thiên hạ cũng sẽ lại nhảy vào để ném đá và dè bỉu, điều dĩ nhiên và đặc biệt đối với những kẻ sâu dân mọt nước. Viết trên blog của AFA, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh từ Mỹ cho rằng mạng xã hội, dư luận cũng đã nóng ran lên với những thông tin về Nguyễn Đức Chung và nhiều lời đồn đoán gây bão trên mạng xã hội về việc này cũng như thân phận sắp tới của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dù cho trước đó đã có nhiều tin tức đồn thổi về những phi vụ, những cuộc làm ăn của các đồng chí đã bị lộ
và những cuộc bắt bớ giam cầm các đồng chí đã bị liệt. Nhưng chỉ khi đó Nguyễn Đức Chung mới chính thức lâm nạn, cái nạn mà quan chức cộng sản nào cũng nơm nớp lo sợ và cố đề phòng bằng cách che chắn kỹ càng trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Họ cảnh giác kể cả khi các đồng chí mình giơ tay thể tốt, bắt tay nịnh nọt hoặc chia chắc khi thắng quả. Thậm chí kể cả khi chân tay mình cúi lưng nịnh bợ hoặc lo lắng cho hậu phương của mình. Tất cả những khi đó, các quan chức cộng sản đều phải mắt trước mắt sau, cảnh giác không thừa. Có thể nói, cái nạn này nhiều khi cũng chẳng hẳn do tội hay không, hoặc tội nhiều hay ít, cũng chưa hẳn do số phận đỏ hay đen, do phúc đức hay gia lộc. Cái hạn này phần lớn phụ thuộc nhiều vào thế và lực của mỗi người trong hệ thống, cũng như phụ thuộc vào khả năng biến báo của mỗi người và biến chuyển của thời cuộc. Bởi nếu về cái gọi là tôi và những tội như tham nhũng, quan liêu, ngu xuẩn, không đủ tư cách, hoặc kể cả những tội nặng hơn là làm mất tư cách đảng viên, thì chắc chắn trong số mấy triệu đảng viên có đốt đuốc tìm cũng không đủ được 10 người trên đầu ngón tay. Và nếu có tìm được thì đó cũng chỉ là những bệnh nhân tiềm năng của các trại tâm thần. Với chúng còn, một người được cơ cấu từ ngành công an theo đúng xu hướng công an hóa bộ máy cai trị, được đảng cử để dân bầu lên đến chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thủ đô Hà Nội, là Ủy viên Trung ương Đảng, là anh hùng lao động, là tướng công an từ khi còn rất trẻ, là niềm hy vọng của rất nhiều đàn em và cả đàn anh trong hệ thống chính trị Việt Nam. Việc chung con ngã ngựa đã để lại nhiều bàn luận sôi nổi với nhiều dự đoán theo đúng thuyết âm mưu. Dù ngay trước đó Nguyễn Hồng Trường cũng là một quan chức cỡ bự với chức vụ là Thứ trưởng Bộ Giao thông, một siêu bộ nắm nguồn tài nguyên khổng lồ của đất nước, cũng đã có thời gian làm mưa làm gió mạnh tay mạnh miệng trên chính trường, và cũng đã từng có những lời tố cáo có bằng chứng rõ ràng về sự tham nhũng, hối lộ, về những bê bối và những phi vụ làm ăn không minh bạch. Nhưng rồi mọi sóng gió cũng đã yên và tưởng rằng sẽ thoát nạn. Thế nhưng, việc chung con ngã ngựa đã đầy và đã gây ra nhiều lời đồn đoán và sự quan tâm của xã hội hơn cả. Sở dĩ, việc này được quan tâm không chỉ vì con số mấy trăm tỷ đồng chất làm nước sạch hoặc cái công ty gia đình độc quyền mua bán thứ này, hay như thông báo của cơ quan nhà nước rằng cái tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hay tội rửa tiền, vi phạm quy định đấu thầu, vi phạm quy định quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hay chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bởi ai cũng biết rằng những con số cỡ và trăm tỷ đồng được nêu ra ở đó với các quan chức thì chỉ là những con muỗi so với tài sản quan chức, và càng là hạt tiêu hạt cát so với những chất thoát và thất thoát lãng phí tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng ở các vụ án mà cho đến nay vẫn cứ mất tăm đám chủ mưu, đám cần phải chịu trách nhiệm. Chẳng cần phải nói đâu xa xôi, ngay ở Hà Nội, thời của Nguyễn Phú Trọng, kẻ đang cầm que đốt lò hiện nay làm bí thư Thành ủy Hà Nội, thì chỉ riêng dự án Siputra, ngân sách nhà nước đã thất thoát 3.500 tỷ đồng. Mà Hà Nội thì có biết bao nhiêu dự án, bao nhiêu ngân sách đổ ra để lãng phí và để tham nhũng thì cũng đã sao, tiền dân như lá rừng. Và cũng chẳng nói đâu xa, trước đó thời của Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch thành phố, chỉ riêng cái gọi là ngàn năm Thăng Long đã tiêu tốn số tiền khổng lồ, không chỉ tính bằng tỷ Việt Nam đồng mà là 4,5 tỷ đô la mà chẳng có thằng nào dám ho he hỏi đến. Đó là chưa nói đến việc chặt hạ hàng ngàn cây xanh gây ra nỗi bất bình không thể kiểm soát trong xã hội, cũng như những tội ác, những vấn đề về chính trị, tôn giáo mà đám Nguyễn Thế Thảo đã gây ra tại thủ đô Hà Nội suốt nhiệm kỳ của mình. Cũng cái thời đó, Phạm Quang Nghị, một ủy viên Bộ Chính trị hẳn hoi, được cơ cấu từ thời Thanh Hóa Hóa, các đồng hương của xứ Thanh Lê do Lê Khả Phiêu, rồi được đưa về làm bí thư Thành ủy Hà Nội, và lợi dụng cương vị của mình gây đủ thứ nhiễu nhương, nhất là đưa con rể vào tận bộ công an, tổ chức đường dây đánh bạc cả chục ngàn tỷ. Thì đã sao, tất cả chỉ cần ăn đều chia sòng là xong việc. Nói vậy không có nghĩa là Nguyễn Đức Chung trong sạch hoặc vô tội, bởi đã là quan chức cộng sản khi có quyền lực trong tay, không tham nhũng, không sân sau, không cướp bóc mới là chuyện không bình thường mà chỉ có những kẻ được gọi là trong trại tâm thần mới nghĩ tới. Chuyện Chung con bị đình chỉ công tác và giờ đây đã bị khởi tố bắt tạm giam, rồi thì bị lôi ra kết tội trên báo chí, chẳng phải chỉ vì mấy cái vụ hóa chất vớ vẩn kia. Những số tiền đó chỉ là con muỗi với một người như Nguyễn Đức Chung tại Hà Nội, sau khi nắm giữ các chức vụ là từ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Việc Chung con ngã ngựa với lý do liên quan đến hơn trăm tỷ có thể nói là rất vớ vẩn, chúng tôi nói ở trong ngoặc kép, và
cũng chỉ là lặt vặt nếu đem so với những vụ án hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng khác, vốn đang hàng ngày dài thêm ra và cứ trùm chăn. Cũng chẳng cần phải nói đâu xa, ngay tại Hà Nội, cái dự án Trình Hình đập vào mắt người dân gây nhức nhối và bất bình, bởi sự lãng phí không chỉ là trăm tỷ mà hàng chục ngàn tỷ là dự án Cát Linh Hà Đông. Cái đường sắt đó cho tới nay vẫn chưa ra hồn. Qua năm đời Bộ trưởng Giao thông, từ thời Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, và đã để lại cho đến nay vẫn chẳng ai chịu trách nhiệm, chỉ vì đó là biểu tượng của cái mà họ gọi là tình hữu nghị với bọn cướp nước Trung Quốc. Chúng ta cứ chờ xem liệu báo Đảng, công cụ tuyên truyền và đấu tố của Đảng sẽ phải nói như thế nào, nói ra sao về việc không đưa nổi một tấm hình của tướng Trung trong các bản tin của mình. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các chương trình lần tới của chúng tôi.